nhiên là có rồi. Sao con lại hỏi vậy? Hàng bữa Dương nói là muốn em đi cho con mà. Chú Dương cho con đi á, không phải là vì chú không thương con, mà vì chú Quân, chú Khải muốn tìm cho con một gia đình mới, có thể chăm sóc cho con tốt hơn mấy cô chú. Nhưng nếu gia đình mới á mà con không thích á, con vẫn tiếp tục ở với chú cho tới khi nào tìm được gia đình mà con thích thì thôi. Đồng ý không? Dạ. Đi vô nhà ngủ ha. Dạ. Con thích cô chú kia. Nhớ đầu bắp ngủ ngon nha. Dạ, con bye bye cô Hân. Bye bye con. Về cẩn thận nha. Sao con? Bố con qua nhà kia, cô chú kia có dẫn con đi toilet không? Tất nhiên là có rồi. Mi Mi. Con bị sao? Dạ con bị rớt cái này. Ồ, cái này bỏ. Miếng khác nha. Thằng già. Dương, hôm qua anh chị có đi siêu thị. Nói chung là lần đầu tiên mà anh chị có cảm giác có đứa con á. Nó vui mà nó khó tả lắm. Cho nên không biết mua cái gì, cứ thấy cái gì mà hợp với đầu bắp á là anh chị mua. Nào là quần áo nè, xe hơi đồ chơi nè, rồi nói chung là nhiều thứ á hợp với đầu bắp là anh chị mua. Em là em biết đầu bắp thích cái gì luôn á. Em lựa đồ á là em lựa cả đồ nóng, đồ lạnh nè, chăn ra, gối đệm. Em biết con nít là sẽ thích nhiều màu sắc, em lựa đủ màu luôn. Anh chị chu đáo quá. Dương, vậy khi nào anh chị có thể đón đầu bắp đi được? Tại chị cũng muốn anh chị với đầu bắp thân thiết với nhau hơn. Sau này ba người qua đó thì đầu bắp cũng đỡ bỡ ngỡ. Đầu bắp. Dạ. Con có muốn qua bên đó với cô chú không? Không muốn. Dạ muốn. Dạ. Vậy anh chị để cho em thời gian vài bữa để sắp xếp cho đầu bắp. Cảm ơn Dương nha. Con có muốn mạng chim heo bay không? Dạ muốn, mạng chim heo đã mất mẹ rồi. Nếu mà ý không bay được thì tội nghiệp lắm. Mạng chim heo mất mẹ rồi, nhưng mạng chim hải âu vẫn còn có chú mèo và các người bạn khác nữa mà. Vậy chú mèo với các bạn sẽ giúp mạng chim hải âu bay được lắm chú Dương. Đúng rồi. Chú ơi, hồi nãy giờ con hỏi được 10 câu chú Dương. Hôm nay đậu bắp á, thích hỏi bao nhiêu câu cũng được. Người tiếp đi. Bọn mèo chấp nhận lời giải thích của nó và dùng sự chú ý vào Lucky. Cô bé sau những nỗ lực thất bại hãm hại lại càng trở nên buồn bã hơn. Con mèo mông to đùng mập ú đang rất thoải mái dưới lớp áo mưa. Đậu bắp à, ngày mai con qua ở với ba mẹ mới rồi. Chú Dương gì vẫn đi về sân. Chú Dương, con đi về sân. Chú Dương, chú Dương, chị vẫn đi về sân. Không có thằng nhỏ, nhà yên tĩnh hơn.
đi con. Nè, chỗ con cá này là con tôm màu xanh đi. Trời ơi, giỏi quá. Nè, mẹ My với đầu bóc ăn cam đi. Dạ. Chà, bóc vẻ đẹp vậy ta. Em đi học thêm nha, anh chị ở nhà ha. Ừ. Bye đầu bóc. Dạ, bye bye cười. Đâu nè, con lấy màu đỏ này nữa đi nè. Nè, nó, con tôm màu đỏ này nè. Cái này cho đẹp. Nè, cái mũi nè, cái mũi màu đỏ đi ha. Nè. Ừ, cảm ơn. Mẹ May ơi, sao giờ mà chú Dương còn chưa tới nữa vậy? Ừ, chắc chút nữa chú Dương tới á, con đợi tí xíu ha, ăn hết miếng kem này đi nè. Dạ. Cái chỗ con mắt này mình tô một kem không? Dạ. À, chú Dương! Sao? Mấy bữa nay á, ở đây là Bắp có ngoan không? Dạ ngoan, con được ba Quân với mẹ My mua cho nhiều đồ chơi lắm. Vậy có nghe lời ba Quân với mẹ My không đó? Dạ nghe. Em an tâm đi, là Bắp ngoan lắm. Thôi, hai chú cháu ngồi chơi ha, chị vô bếp kiếm gì nấu ăn. Dạ. Cười, vô phụ em. Ở chơi nghe chứ. Sao? Nói cho chú Dương nghe coi, bữa giờ ở đây có vui không? Dạ vui. Vui mà sao cái giọng nghe buồn quá vậy? Dạ con nhớ con với chú Dương. Chú cũng nhớ con nhiều lắm. Thằng bé là con mình thật sao?